Các bạn học sinh thân mến, trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, ca dao dân ca là một bộ phận rất quan trọng. Nó chính là tấm gương phản ánh tâm hồn nhân dân. Nó không chỉ là tiếng hát yêu thương tình nghĩa trong quan hệ gia đình, là những bài ca ngợi quê hương, đất nước, con người, mà nó còn là tiếng hát than thợ cho những mảnh đời cơ cực, đắng vay cũng như tố cáo xã hội bằng những ngôn ngữ, hình ảnh, sinh động mà tiết học ngày hôm nay các em sẽ được tìm hiểu. Tiếp văn bản, những câu hát than thân. Chúng ta cùng đi vào phần 1 La Mã. Tìm hiểu chú thích sách giáo khoa trang 48, 49. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai bài ca dao đó là bài ca dao số 2 và bài ca dao số 3. Trước khi đọc bài, các bạn lưu ý cho cô, giọng điệu khi đọc chậm chậm, buồn buồn, các mô típ thương thay thân em khi đọc tới, chúng ta cần nhấn giọng hơn một chút. Con nghe cô đọc bài. Bài ca dao số 2 Thương thay thân phận con tầm Kiếm ăn được mấy phải nằm nhà tơ Thương thay lũ kiến ly ti Kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi Thương thay hạc lánh đường mây Chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi Thương thay con cuốc giữa trời Dầu kêu ra máu có người nào nghe Bài ca dao số 3 Thân em như trái bần trôi Gió dập sóng rồi biết tấp vào đâu Chúng ta cùng đi nhỏ là thể loại. Đối với những bài ca dao dân ca thì chúng ta thấy thể loại ở đây đó là trữ tình. Thứ hai là chủ đề. Chủ đề chính trong chùm ca dao dân ca này đó là lời tự than, tự thương cho số phận nhiều cay đắng hay xót xa cho những nỗi đau khổ của đồng loại. Đọc văn bản ta thấy nội dung cụ thể của từng bài. Bài 2 nói về thân phận con tầm, con kiến, con hạc, con quốc. Bài 3 nói về thân phận trái bẩn, thân phận khác nhau nhưng vì sao có thể xếp chúng trong cùng một văn bản là bởi vì chúng đều nhằm phản ánh thân phận bé mọn cay đắng của con người chúng đều là những câu hát than thân vậy thế nào là câu hát than thân là những câu hát mượn chuyện con vật nhỏ bé để giải bày cho cuộc đời khổ cực của những kiếp người bé mọn trong xã hội cũ và nó thuộc kiểu văn bản đó là văn bản biểu cảm vì vậy phương thức biểu đạt ở đây đó là phương thức biểu cảm chúng ta cùng trang phần 25 đọc tìm hiểu văn bản chúng ta đi tìm hiểu văn bản đó là bài ca dao số 2 các bạn nghe cô đọc lại bài ca giao số 2 một lần nữa Thương thay thân phận con tằm kiếm ăn được mấy phải nằm nhà tơ. Thương thay lũ kiến li ti kiếm ăn được mấy phải đi tìm mồi. Thương thay hạc lánh đường mây chim bay mỏi cánh biết ngày nào thôi. Thương thay con cuốc giữa trời dầu kêu ra máu có người nào nghe. Bài ca dao số 2 đây là lời của những người lao động thương cho thân phận của những người khốn khổ và cũng là chính mình trong xã hội bài ca dao bắt đầu bằng từ thương thay vậy các con hiểu thế nào là thương thay ở đây điệp từ thương thay là tiếng than biểu hiện sự thương cảm xót xa ở mức độ cao vừa thương vừa đồng cảm thương cho người và cũng là thương cho mình từ thương thay được lặp lại bốn lần càng tô đậm mối thương cảm xót xa cay đắng nhiều bề của người lao động mỗi lần lặp lại là một lần diễn tả nỗi thương khác nhau làm cho tình thương ấy càng sâu đậm hơn càng xót xa hơn thương cho thân phận mình và thương cho những người cùng cảnh ngộ sự lặp lại ấy có ý nghĩa vừa kết nối vừa mở ra những nỗi thương khác nhau làm cho ý tình bài ca dao càng được phát triển. Vậy thì bài ca dao này bày tỏ niềm thương cảm đến những đối tượng nào? Chúng ta thấy, đối tượng được bày tỏ niềm thương cảm đó là con tằm, con kiến, con hạc, con quốc. Những đối tượng ấy gợi cho chúng ta liên tưởng đến những người lao động với nhiều nỗi khổ khác nhau trong ca dao dân trong ca dao tác giả dân gian có thói quen khi nhìn sự vật thì liên hệ đến cảnh ngộ của mình. Cách nói này gọi là biện pháp tu từ ẩn dụ. Vậy thì qua hình ảnh số 1, người lao động bày tỏ nỗi thương thân như thế nào? Đó là thương cho thân phận suốt đời bị kẻ khác, khác bòn rút sức lực. Ở hình ảnh số 2, thương cho nỗi khổ của những thân phận nhỏ nhoi suốt đời xuôi ngược vất vả làm lụng mà vẫn nghèo khó ở hình ảnh số 3 thương cho cuộc đời phiêu bạt lận đận và những cố gắng vô vọng của người lao động và ở hình ảnh thứ tư là thương cho thân phận thấp cổ bé họng có nỗi khổ đau oan trái không được lẽ công bằng nào soi tỏ vậy thì các con xét gì về âm điệu của bài ca dao chúng ta thấy Âm điệu của bài ca dao ở đây vừa tâm tình, thủ thị, vừa độc thoại, vừa đối thoại. Như vậy, qua tất cả những hình ảnh đó, tác giả dân gian muốn nói lên điều gì? Đó chính là nỗi khổ nhiều bề của người lao động, bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều oan trái. Chúng ta cùng nhau chuyển sang giao số 3. thân em như trái bần trôi gió dập sóng rồi biết tấp vào đâu các con đang được nhìn thấy đây là hình ảnh của trái bần thì các bạn hãy tìm cho hãy sưu tầm và tìm cho cô một số bài ca dao mở đầu bằng cụm từ thân em và cho biết những bài ấy thường nói về ai về điều gì và có gì giống nhau về nghệ thuật cô lấy ví dụ một số bài ca dao bắt đầu bằng cụm từ thân em Thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Thân em như hạt mưa xa hạt vào đài cát hạt ra ruộng đồng. Thân em như giếng giữa đàng người thanh rửa mặt người phàm rửa chân. Chúng ta thấy những bài ca dao này đều bắt đầu bằng cụm từ thân em. Vậy thì thân em là chỉ thân phận tội nghiệp đắng cay gợi sự đồng cảm sâu sắc và những bài ca dao này thường sử dụng hình ảnh so sánh qua đó nói về thân phận và nỗi khổ của người phụ nữ trong xã hội phong kiến Bài ca dao số 3 cũng nằm trong mô típ như vừa nói, phản ánh thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến, song hình ảnh so sánh ở bài ca này có gì đặc biệt? và tác dụng của nó như thế nào. Chúng ta thấy hình ảnh so sánh ở đây đó là thân em như trái bần trôi. Trái bần là một thứ quả mọc ở vùng nước lợ, trái tròn, dẹt, ăn chua và chát, có rễ phụ nhọn và xốp mọc ngược lên khỏi mặt bùn. Tên gọi trái bần liên tưởng đến thân phận nghèo khó và trái bần bé mọn bị gió dập sóng rồi xô đẩy quăng quật trên sông nước mênh mông không biết tấp vào đâu gợi lên số phận chìm nổi lênh đênh vô định giữa không gian mênh mông rộng lớn của người phụ nữ xã hội phong kiến muốn nhấn chìm họ qua đó tác giả dân gian bày tỏ nỗi khổ của người phụ nữ bị lệ thuộc chúng ta cùng ba la mã là ghi nhớ sách giáo khoa trang số 49 phần này thì các bạn theo dõi và đọc ở trong sách giáo khoa cho cô bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang tiết số hai văn bản những câu hát châm biếm như chúng ta đã biết Nội dung cảm xúc của ca dao dân ca rất đa dạng, ngoài những câu hát yêu thương, đĩa tình, những câu hát than thân. Ca dao dân ca còn rất nhiều những câu hát châm biếm, cùng với chuyện cười, về những câu hát châm biếm đã thể hiện khá tập trung những đặc sắc trào lộng dân gian Việt Nam nhằm phơi bày các hiện tượng đáng cười trong xã hội qua nội dung của tiết học ngày hôm nay. Chúng ta cùng đi vào phần La Mã đọc tìm hiểu chú thích sách giáo khoa trang 51, 52. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai bài ca dao đó là bài ca dao số 1 và bài ca dao số 3. Trước khi đọc bài ca dao các bạn lưu ý cho cô Đối với bài ca dao số 1 thì âm điệu hơi nhanh để gây được sự chú ý Bài ca dao số 2 thì âm điệu chậm rãi để tạo ra được sự hồi hộp Đào lấy chú tôi chăng Chú tôi hay tự hay tâm hay nước trẻ đặc hay nằm ngủ trưa Ngày thì ước những ngày mưa Đêm thì ước những đêm thừa chống canh Bài 2. Số cô chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Số cô có mẹ, có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ, có chồng, sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai. Chúng ta đi vào phần 1. Là thể loại. Thì đối với ca dao dân ca thì đó là thể loại. Chữ tình. 2 là chủ đề ở chùm ca giao dân ca này đó là châm biếm đả kích những thói hư tật xấu những hiện tượng đáng cười trong xã hội ba là phương thức biểu đạt đó là biểu cảm bây giờ chúng ta cùng đi vào bài ca dao Bài phần 2, là mã là đọc tìm hiểu văn bản. Chúng ta cùng đi vào bài ca dao số 1. Các bạn nghe cô đọc lại bài ca dao số 1 lần nữa. Cái cò lặn lội bờ ao, hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng Chú tôi hay tử, hay tâm, hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa Ngày thì ước những ngày mưa, đêm thì ước những đêm thừa trống canh Thế thì chúng ta thấy hai dòng thơ đầu có gì đặc sắc và ý nghĩa của nó như thế nào? Ở hai dòng thơ đầu chúng ta thấy hình ảnh nào đã đường được nhắc đến trong những câu hát than thân? Đó là hình ảnh con cò trong những câu hát than thân người nông dân mượn hình ảnh con cò để diễn tả về cuộc đời thân phận của mình còn trong bài ca dao này hình ảnh cái cò được nhắc đến không diễn tả thân phận mà chỉ là một hình thức để bắt vần đó là vần ao đào vừa để chuẩn bị cho việc giới thiệu nhân vật chú và thứ ba nữa đó là giới thiệu cô yếm đào đây là một cô gái xinh đẹp mặc yếm màu hoa đào vậy thì ở bài ca dao số 1 chúng ta thấy bài ca dao số 1 là lời của người cháu nói với cô yếm đào về chú của mình qua lời của người cháu chân dung của người chú được hiện lên như thế nào đó là hay tử hay tâm tức là nghiện điệu nát điệu thứ hai là hay nước chè đặc là nghiện chè chè ở đây tức là trà thứ ba là hay nằm ngủ trưa Thứ tư là ước ngày mưa, ước ngày mưa để làm gì? Để khỏi phải đi làm và cuối cùng là ước đêm thừa chống canh để được ngủ nhiều hơn. Trong lời giới thiệu của người cháu, chúng ta thấy từ hay được xuất hiện nhiều nhất, hay có nghĩa là giỏi là tốt. Hay trong bài ca dao này có nghĩa là gì? Hay ở đây là thích là nghiện. Nói về một người lắm tật vừa rượu chè vừa lười biếng mà dùng từ hay tức là đã mang ý nghĩa mỉa mai hay là giỏi nhưng rõ giỏi rượu chè và giỏi ngủ thì không ai khen thông thường để giới thiệu việc nhân duyên cho ai người ta thường hay nói tốt nói thuận cho người đó ở đây thì ngược lại bài ca dao này dùng hình thức nói ngược để giễu cợt châm biếm nhân vật chú tôi Vậy thì qua lời giới thiệu của người cháu, bức dân dung của người chú hiện lên đó là gì đấy? Là người vừa nghiện ngập, vừa lười lao động, chỉ thích hưởng thụ. Và ý nghĩa châm biếm của bài ca dao này đó là gì? Là tác giả dân gian mượn nhân vật chú tôi để châm biếm, phê phán những hạng người nghiện ngập, lười lao động. Các bạn hãy tìm cho cô những cái bài ca dao có nội dung tương tự. Cô lấy ví dụ, đời người có một gang tay, ai hay ngủ ngày còn được nửa gang, ăn no rồi nạ, lại nằm khèo, nghe dục trống trèo, bế bụng đi xem. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say xưa tối ngày. Đó là nội dung bài ca dao số 1. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài ca dao số 2. Số cô chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 Tết thịt treo trong nhà. Số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô có vợ, có chồng, sinh con đầu lòng, chẳng gái thì... Vậy thì bài này, ngại lời của ai, nói với ai và hình thức như thế nào? Chúng ta thấy bài ca dao này là lời của ngựa. Của thầy bói nói với người xem bói và đối tượng đi xem bói ở đây là người phụ nữ. Tại sao tác giả dân gian lại chọn người đi xem bói là phụ nữ bởi vì đây là đối tượng thường quan tâm về số phận, nhất là trong xã hội phong kiến. Hơn nữa, trong thực tế thì người phụ nữ tất cả tin. Và chúng ta thấy, lời thầy phán bao gồm toàn những chuyện hệ trọng về số phận cuộc đời mà người đi xem bói rất quan tâm, đó là giàu nghèo, Cha mẹ, phán toàn những chuyện quan trọng như vậy mà cách nói của thầy bói toàn là những lời nói dựa. Mẹ đàn bà, cha đàn ông, nói nước đôi, chẳng giàu thì nghèo. Thầy phán thật cụ thể, khẳng định nhưng toàn là những lời phán cũng như không, bởi vì đó là những điều hiển nhiên, qua đó lật tẩy bộ mặt lừa đảo của thầy bói. Ở đây ta thấy, số cô được lặp lại nhiều lần nhằm tạo ra sự hồi hộp chăm chú lắng nghe của người đi xem bói mà còn làm cho lời phán của thầy rõ ràng, cụ thể, khẳng định chắc như đinh đóng cột. Qua đó ta thấy bài ca dao này phê phán những kẻ hành nghề mê tín lợi dụng lòng tin của người khác để kiếm tiền, đồng thời cũng châm biếm những người ít hiểu biết tin vào bói toán, phản khoa học. Các bạn hãy tìm cho cô những bài ca dao có nội dung tương tự. Cô lấy ví dụ tử vi xem số cho người số thầy thì để cho ruồi nó bông số cậu là số đào hoa vợ cậu con gái đàn bà mà thôi nhà bà có con chó đen người lạ nó cắn người quen nó vậy thì những câu hát châm biếm nói trên chúng ta thấy có điểm gì giống với chuyện cười dân gian đó là đều châm biếm phê phán những thói hư tật xấu các hiện tượng đáng cười trong xã hội Chúng ta cùng chuyển sang phần 3 la mã là ghi nhớ sách giáo khoa trang 53. Phần này thì các bạn theo dõi và đọc ở trong sách giáo khoa cho cô. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn về nhà. Thứ nhất là các bạn sưu tầm những bài ca dao nói về nỗi khổ của người lao động. Thứ hai là đọc và chuẩn bị bài đại từ từ lấy để cho tiết học sau. Đây là phần nội dung ghi bài. Các bạn sẽ ghi vào trong tập bài học cho cô. Và cuối cùng là cô tạm biệt các bạn. Chúc tất cả học tập thật tốt.